Xin chào quý vị nhà chung sung sướng. Hôm nay Ao Huy Hoàng Gia, ngày 10 tháng 12, ngày của quốc tế nhân quyền, đã được mấy người bạn gửi tặng mấy món Trung Đông để ủng hộ cho phong trào của những người yêu chuộng tự do, hòa bình và nhân quyền của thế giới nhân ngày 10 tháng 12, 2022 để ủng hộ cho chương trình của Iran. Những người đã đứng lên và đã nằm xuống, cũng như những người trong tù tội, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cho những người Iran đạt được mục đích đầy yêu thương của toàn thế giới. Và hôm nay mình nhận được món ăn này của người Trung Đông. Xin mời quý vị, kẻ còn người mất, người sống được nhân quyền, người bị tai nạn chết chóc, để mình cùng lên được siêu sanh tịnh độ. Bữa nay mình giới thiệu quý vị ở đây chai nước ép lễ Nippo Haton, rất là ngon, quý vị. Đó, có nhiều là nhiều chai lắm, 4 chai giống nhau. Đó, một màu, còn cái này là màu của Blueberry Sparkling. Cái này cũng rất là tốt quý vị. Đó, đây là bánh, mình đưa nướng bánh ngon nữa. Bây giờ mình rót cái này vô màu này. Đó. Đó, để mà tưởng vọng nhân ngày quốc tế nhân quyền ngày 10 tháng 12 đây. Rồi bắt đầu mình rót cái chai này là Nippon ép lễ với Haton dành cho phụ nữ nãy dùng lên. Và một người phụ nữ 21 tuổi ở Iran đã nằm xuống, và những người khác cũng từ từ nằm xuống. Có một người đã bị treo cổ, cầu nguyện cho người sống được hạnh phúc, kẻ mất được siêu sanh tịnh độ, đi về với Allah, A-di và Amen, cũng như Alo. Và xin trân trọng kính chào, cảm ơn quý vị. Bây giờ mình sẽ lấy cái nước này để mà rót, mời quý vị nha. Bây giờ mình xin giới thiệu, đây là món Wasama. Wasama là món yêu thích của những người Iran cũng như Trung Đông, Iraq. Món này Iraq. Còn món này là món cá bập và thịt lam với là thịt bê, rất là ngon. Xin mời quý vị, đây rất là giòn ngon này quý vị, xin mời. Wow, ngon quá. Món này muốn xong không à? Wow, tuyệt vời. Cái này cậu ấm thích, cái này cháu ý thích. Ngon, ngon rồi, xà lách. Xin mời quý vị, nếu quý vị cảm thấy vui thích, quý vị cho một like, đăng ký kênh cũng như là lan tỏa và subscribe. Vâng, bây giờ mình xin mời quý vị, đây là chai nước gần đây, chai nước này đây, he là chú ngảo, cái này uống trong dịp lễ Noel. Vâng, cái này là dành cho những người mẹ, về đèn besta mama đi khắp thế gian không ai bằng mẹ, một mẹ hai, một cha hai mẹ, đời tôi cô đơn nên hai tay dắt hai cô đó. Đó, người Iran á, người Hồi giáo, nếu có khả năng người ta lo cho gia đình bốn, còn người mình thì để nhất dương chỉ. Đây, cái này là cho hoàng gia xong đó, mình nói cho có tình có nghĩa vậy thôi. Đó, rồi còn bánh này chứ, đây mình nướng bánh ép lễ cho cậu ấm nè. Đây quý vị, bánh rất là ngon đó, quý vị thấy tuyệt vời chưa. Hôm nay cậu ấm đã làm chương trình cameraman. Cô người mẹ lo lô bé mập đã nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc ở trong nhà bếp. Đó, quý vị thấy bánh không? Bánh này đây quý vị, Rodingen ép lễ. Đây cho nó giòn, nó nóng một cái ngon, quý vị thấy không? Mình sẽ ăn với bánh kia, tuyệt vời. Đó, chép cho tấm hình đi. Xin cảm ơn quý vị. Bánh rất là ngon. Đó, bây giờ xíu nữa mình sẽ làm cho quý vị coi. Để đây cho nó nóng nó ngon. Đó, sau khi được rồi, cảm ơn quý vị. Nếu quý vị cảm thấy thích, vui cho một like và đăng ký kênh, subscribe. Xin mời quý vị uống cái nước để mà tuyệt vời. Đây, nước này là nước dành cho mây trời lồng lộng.
Ông Phú Kiến Tình Cha xin mời quý vị. Ôi, xin mến chào và cảm ơn những người cha người mẹ trên thế gian. Xin chào. Dạ, xin mời quý vị nhân ngày quốc tế nhân quyền cho phụ nữ, nên là mình ăn cái món Iran, Iraq để ủng hộ cho phong trào của Trung Đông. Xin mời quý vị, đây là bánh mì rất là ngon, ăn với wasabi, dạ, khoai tây, hoặc là mình ăn với này rất là tuyệt vời. Món là món wasabi, món này món ngon thích của cháu quý Dương Sắp Biển. Bữa nay nhân ngày này mình được cậu ấm với cháu quý hợp tác, mỗi cháu đã một món, dạ. Cháu quý thì đã wasabi, dạ, rất là ngon. Đó, quý vị thấy wasabi, rồi mình bỏ cái này vô salad, rất là tuyệt vời. Cái này là để cho Ahoy Hoàng Gia. Còn cái món này á, là để cho cô Lalo Bé Mập nè. Đó, người phụ nữ tuyệt vời. Yeah, những bậc cha mẹ đó, này là thịt làm với thịt bê quý vị, gọi là cá bập. Yeah, rất là ngon. Còn cái này là thịt mỡ ngon lắm. Và món này cũng là món đặc biệt. Đó, mình ăn trộn chung như thế này nó mới béo, nó ngon. Yeah, để nói lên ý nghĩa là nam nữ bình quyền, mẹ cũng được một dĩa. Yeah. Rồi, song thân ai cũng được hết. Đó, để chúc cho nhân dân Iran sớm đạt thành ước nguyện và bớt sự chết chóc. Vừa rồi có một người nằm xuống, phụ nữ đã chết trong tù, và một người đã bị treo cổ thứ hai vừa rồi quý vị. Rất là tội nghiệp, nhân ngày quốc tế nhân quyền nên cầu cho kẻ sống được bình an và được nhân quyền, kẻ chết được siêu thoát đi về với Allah, với Chúa Giêsu, hoặc là Amen, hoặc là A-di Đà Phật, hoặc là Alo với bạn bè. Yeah. Mong lành kẻ sống thì được tự do nhân quyền, kẻ chết thì được linh quyền. Xin mời. Hôm nay cảm ơn Lô Bé Mọc làm chương trình. Đây là nước Há Tôn. Đây, để cho cô Lô Bé Mọc ép lẻ Nippon Há Tôn màu vàng quý vị. Rất là tuyệt vời. Yeah. Đây là nước dành cho phụ nữ. Đấy, cô Lalo Bé Mập mua 4 bình cho cổ đó. Cái này là nước Blober. Sáng mắt cho những người yếu mắt đó. Có một bình nữa quý vị. Một bình là ớt cay cho đàn ông. Wow. Cái này là bình nước này là coi như tiêu mỡ này quý vị. Cà rắp phê. Cái trái này là trái trái bưởi đó, rất là ngon quý vị ơi. À, nhân ngày này mình giới thiệu những món độc đáo. Cái này là món ớt đó, cho những người đàn ông mà thích thú ăn ớt cay. Trong này là có nước cam, cà rốt, gừng và ớt đó, để mà tiêu diệt những cái mầm móng corona. Mong rằng trong chương trình này quý vị sẽ cảm thấy thích thì chia sẻ và ủng hộ, cũng như like và đăng ký kênh, cũng như subscribe. Và cảm ơn quý vị, bữa nay được trên 200 rồi. Bữa nay đúng là ngày quốc tế nhân quyền, ngày 10 tháng 12. Xin trân trọng cảm ơn cháu quý cậu ấm đã ra cho mình một cái món shawarma mà mình ưa thích. Còn cái này là cậu ấm tặng cho mẫu thân, rất thích là cá bập. Dạ, rất là ngon, thịt bê với thịt lam. Dạ, nên là quý vị cảm thấy thích là hai món này là hai món chính. Ăn với bánh mì, hoặc là khoai tây. Bánh mì này do người anh em bạn tốt của Singapore Conditory tặng lại quý vị với bánh này. Cái này nướng mềm lắm nè, cái này rất là ngon nè. Ngon, wow. Còn trái cây này Lalo Bé Mập mua, phải chữ quý lịch ngon lắm. Cái này bà chị tặng. Đó, bên đây một mâm này nó lên ý nghĩa. Cái nước này nước cờ lơ này quý vị. À, nước này hay dùng đó, qua mặt mùa đó mình làm. Hiệu này ngon. Đúng không? Đó, rất là ngon quý vị. Đó, nước này nóng à. Đúng không? Đó, cái này mình nướng bánh mì, bánh ép rẻ là rất ngon. Xin mời quý vị. À, cảm ơn quý vị, hồi chúc quý vị vui tươi trong chuẩn bị đón lễ Giáng sinh cũng như là năm mới. Không quên cầu nguyện cho phong trào đứng dậy để ủng hộ nhân quyền.
cho những người cần đòi hỏi tự do nhân quyền. Xin chào.